Ok cả nhà ơi, tình hình á là anh Sen chưa kịp đi lên gặp cô giáo chủ nhiệm của em Bông để hỏi tình hình là ví lý do tại sao mà cô giáo lại mời em Bông về. Thì mẹ anh Sen nghe tin tức ở đâu á cả nhà, có vẻ là mẹ anh Sen đi chợ về, xong rồi á là gặp phụ huynh bạn của em Bông về thông báo á là Bông bị cô giáo mời họp phụ huynh. Vì vậy anh Sen thấy mẹ anh Sen đang mua mấy cái cây rau may cả nhà đem về, chắc chắn luôn lần này á là mẹ anh Sen sẽ đánh em Bông rất là nhiều luôn. Bây giờ để mà có thể giúp được em Bông, tại vì mình chưa biết được là có sự thật là em Bông học dốt hay không, hoặc là được điểm không hay không, thì mình cần phải có thời gian lên gặp cô giáo đúng không cả nhà. Đó chứ nếu mà nhưng mà mẹ anh Sen nóng tính lắm, mẹ anh Sen mà về á là mẹ anh Sen sẽ đánh em Bông liền. Vì vậy bây giờ nghe theo lời của Su, Su nói sao? Nói đi, nói mọi người đi. Đúng rồi, Su nói với anh Sen á là bây giờ phải giúp em Bông đi bằng cách đó chính là lên tìm chị Hiền, họ che giấu những cái bài mà không điểm của em Bông, rồi câu giờ để anh Sen có thể lên gặp cô giáo, rồi sau đó về á là mình mới đưa em Bông ra gặp mẹ. Chứ bây giờ đưa em Bông ra chắc chắn là em Bông sẽ bị đánh thôi cả nhà. Thôi bây giờ anh Sen sẽ lên gặp chị Hiền nha. Cả nhà, chị Hiền ở chỗ này nè, chỉ có chị Hiền mới có thể giúp được em Bông trong lúc này thôi. Hả? Cả nhà, anh Sen gặp Bông nè, đi vô. Hiền ơi. Hiền. Dậy. Hiền ơi. Dậy. Dậy xảy ra. Lên, bước lên. Có động đất hả? Bông ơi. Bông đâu? Bông bây giờ bông sạn quá, bông chạy lung tung kìa. Bông ơi. Bị sao vậy? Hãy bông lên, nhìn lên. Thế rồi có chuyện gì xảy ra? Bước vô đây. Đất không? Trời ơi, bây giờ gấp lắm. Hiền ơi, hồi nãy á là anh đi ra chợ, anh định là anh ra đó anh mua kẹo anh ăn. Thì Hiền biết anh phát hiện ra gì không? Phát hiện ra gì, bà bán kẹo hả? Không, phát hiện ra mẹ của bạn em Bông. Mẹ rồi sao? Đứng nói chuyện với mẹ. Rồi anh lắng tai vô nghe thì phát hiện ra á là hình như bạn của Bông về nói với mẹ của mình á là Bông bị mơ phụ huynh. Nên mẹ tức lắm, mẹ đi mua một lần 10 cái cây rau may vậy á. Chết cha rồi, giờ sao giờ mà có không? Có bị mơ phụ huynh không? Nói bây giờ, chuyện đi, bây giờ mà biết được tới. À nha, bây giờ em Bông sợ nè. Nhưng mà ngồi ra nãy anh phát hiện cái đây nữa. Gì vậy? Cái này. Cái gì vậy? Trời ơi, sắp một sắp bài kiểm tra được không điểm. Của Bông á. Một điểm. Của Bông á. Hai điểm. Sao mà nó cứ 1, 2, 3, 4 nó đếm, nó xếp hàng vậy cả nha. Chết rồi. 1, 2, 3, 4. Chết rồi. Bây giờ á, bây giờ trước khi mà Hiền mình lên mình gặp cô giáo, Hiền làm cách nào để Hiền có thể chia giáo em Bông giùm anh được không? Được rồi, bây giờ em sẽ ẩm Bông đi trốn. Hai có yên tâm. Nhưng mà bây giờ á, cả nhà nếu mà chị Hiền ẩm Bông đi trốn á, không biết là Bông có những cái sách bài kiểm tra như vậy đâu. Hiền, nhưng mà chị Hiền mà ẩm Bông đi trốn á thì chắc chắn luôn mẹ sẽ biết là chị Hiền sẽ ẩm Bông đi. Bây giờ làm cách nào để cho mẹ không biết là Bông chị... chết rồi. Cả Bông nhà. Đâu kia? Bông đâu kia? Bông chết rồi. Thật rồi. Con Bông giờ sao đây cả nhà? Giờ không kịp đâu. Giờ hai xuống hai chặn mẹ đi để em đưa Bông đi nút. Bây giờ nha, lừa láo quẹt đốt mấy cái đây đi. Đúng rồi. Đốt cả nha. Chứ bây giờ không đốt á, mẹ mà tìm nhận thấy cái này á, mẹ quýnh vô đi em Bông cho coi. Rồi, đi lên đốt, lên đốt. Chết rồi, cả nhà thấy không? Mẹ Bông đâu kìa. Bông đâu kìa. Chết con Bông lùm rồi. Ơi, đi đâu vậy? Ông mày đâu? Nó đi phía trước. Đi phía trước, Bông ơi. Chết rồi, nhanh lên. Đi nè. Chết luôn. Thôi, bỏ xuống đây nè, đuôi trong góc nè. Bông ơi, xuống đây. Bông đâu? Đi vô. Cả nhà, đốt đi, đốt bài kiểm tra đi. Nhanh lên, giúp em Bông cả nhà. Chết rồi, ông quyệt hết lửa rồi. Chết con Bông rồi. Rồi không? Ông quyệt hết lửa rồi cả nhà. À, cháy rồi. Tại đây, cháy rồi. Nhưng mà cháy với cái tốc độ này thì sao mà đốt kịp? Đốt đi. Để tắm rút. Ông Bông đâu? Ông Bông đâu? Bông vô đây. Đi đây. Nhanh lên. Chứ không bị bắt ra, đi ra đây. Đi ra đây ngồi. Nhanh lên ngồi xuống. Ngồi xuống. Đốt đi. Được không? Cả nhà chị Hiền đang đốt nè. Đây cháy rồi đây. Cháy rồi, đốt đi. Đó, nhiều lắm cả nhà. Đốt cái đây á. Đốt. Là phải đốt đến ngày mai luôn. Nhưng còn đốt cháy lăng bao xu á. Thôi, cả nhà bây giờ phải phải tẩu tán những cái bài kiểm tra giúp em Bông nha. Đó. Chết rồi.
Nghĩ xem học hành vậy này mọi người học có 1, 2 điểm vậy. Con bông. Chết rồi, 3 điểm không, không có con này được 5 điểm luôn. Hết rồi, bây giờ đốt bài 2 điểm đi. Lần này là anh với chị Hiền giúp bông che giấu thôi, chứ lần sau là không có đâu. Bông phải cố gắng lên nha. Sắp xong rồi, sắp đốt xong rồi. Thôi cả nhà, sắp cháy xong rồi cả nhà. Bài này được 2 điểm. Trời ơi, con bông nó học cái gì mà xem mẹ nó 1, 2 điểm không vậy Xu? Thiệt ơi, anh đang quay lại bàn trắng mai mốt mày mẹ phát hiện ra là chị không thể đâu, không thể coi mẹ khi nào coi YouTube không vậy nha. Chị là đồng bộ gì đốt vô cho bông xem học hành mà cũng 2 điểm không à. Xong chưa? Rồi xong rồi. Rồi ok, giải là được rồi đó. Rồi mình chưa, mình chưa đốt được điểm rồi cả nha. Mình đốt được điểm là được rồi. Rồi dập đi, dập đi. Thôi ok. Xong rồi. Rồi Coi chừng nó cháy xong lắm nha. Rồi, chết rồi. Rồi, đi nè. Rồi, đi vô. Ok chưa? Rồi. Mở cửa. Đi vô. Ok. Ok cả nhà. Hiện nè. Rồi, chạm đi. Hiện tại. Rồi. Bây giờ Hiện ẩm xuống. Hiện ơi, số băng ơi, lại nó nè. Ủa, bây giờ mẹ hiện tại đang tìm em bông nha cả nhà. Bây giờ Hiền xuống bây giờ nha. Anh nói nè, nếu mà mẹ xuống đó mẹ cầm cây, mẹ có nói cái gì đó mình phải binh bông. Xong rồi á, Hiền phải tìm cách làm sao Hiền giấu em bông dưới đó đi. Đừng có để cho mẹ phát hiện, tại vì á khi mẹ về chắc chắn mẹ sẽ tìm em bông thôi. Đó, thì mình có nói là em bông qua nhà bạn học bài được không? Được rồi. Mai mới về. Mẹ nói rồi. Im lặng. Không được cử động. Im lặng. Cái gì? Nó này. Im. Cái gì kia không? Rồi. Không làm cái này. À cái gì vậy mẹ? Mẹ làm vậy? Có chuyện gì? Mẹ có chuyện gì? Ui hô, cái nó tức. Cái con hồng kia. Tao mệt cho tao qua tao nghỉ ra. Sao có chuyện gì? Trời nó tức gì mà nó tức. Đứng lên tao mẹ biểu. Chết rồi. Bây giờ mẹ hỏi có bông không? Còn bông đâu? Bông qua nhà bạn học bài rồi mẹ. Đúng rồi, bông đi học qua nhà bạn từ sáng sớm rồi mẹ. Cho đi học. Con nói là cho nó nghỉ học ở nhà một không có học hành gì nữa. Con mẹ có chuyện gì? Cái gì vậy? Bây giờ mày dính vô trong cái tay sao á? Nó tức gì mà nó tức mà nó còn bị dâm. Chết rồi, cái cây to dữ vậy. Để mẹ mày thích cái cây bự quá mẹ. Tôi tìm cái cây nãy giờ nè. Có chuyện gì? Bây giờ tôi phải đánh cho con bông một trận. Tôi không đánh là không chịu được mẹ. Có gì từ từ mẹ phải dạy bể em với mẹ không được đánh em. Mẹ có chuyện gì mẹ nói với theo mẹ. Mẹ đánh bông, bình thường mẹ thương bông lắm mẹ. Mẹ đi chợ, mẹ gặp với bạn của con bông á. Dạ. Là mẹ con bông nói là cô biết cái gì không? Mẹ nó xe ra một tí. Nói gì mẹ? Để xe ra một tí. Mẹ bông á là hỏi là cô có biết gì không? Xong cô mẹ mới nói biết chứ. Xong bạn hỏi biết cái gì kêu cô bông học sinh giỏi. Bông giờ bông nói với cô mà cô hãnh diện lắm á. Chuẩn bị là cô lên cô hội phụ huynh á là cô phải lên hàng đầu cô ngồi. Đó, coi như là cô bông á là học giỏi. Mẹ rất là hãnh diện mà nói với cái bạn cũng bông vậy đó. Bạn bông mới nói trời ơi, cô không biết là con bông lên trường hả nó cắn bạn nè. Rồi bắt đầu nó không làm bài vở. Bắt đầu rồi nó phá trong lớp. Rồi bắt đầu nó ngồi nó le nó hét. Đó, rồi bắt đầu nó học điểm kém. Mà cuối cùng là nó học giỏi đâu mà cô đi học phụ huynh. Ui dù kìa nó tức gì mà nghĩ tôi tưởng đâu. Tôi quê chứ là tè của bông. Sao mẹ mới nói là trời đâu. Vì nghe bông nói là làm được nhiều điểm 10 lắm nè. Nói chú trai làm điểm không không à. Con bông lên trường là 1-2 chứ lại không là nhiều lắm. Mẹ mà không gì lớn với mẹ. Thấy chưa? Thấy không? Bạn đúng bóng xẹo quá. Đúng rồi. Trời ơi, nói với bóng đi. Chết rồi, bây giờ chắc chắn á là anh biết là sẽ bị quấn xuống làm gì? Hiền, anh nghi á là cái con hoa á, cái con nó là con ghét bông lắm. Đúng rồi. Hả? Cái con hoa á. Bây giờ cái gì? Rồi, mẹ xem mẹ. Đúng rồi. Cái bạn khoe đó là cái bạn ghét bông lắm tại bọn học sinh giỏi, bọn học giỏi cho nên. Đúng rồi. Đó, bạn không thích bông cho nên bạn mới đi kể chuyện xấu với em bông á chứ không phải đâu. Đúng rồi đó mẹ đừng có tin người ta. Bông nhà mình là học giỏi hồi giờ mà. Với lại hôm nay bông qua nhà bạn Bo uống bà rồi, không có nhà đâu. Tụi con có tin tưởng bông không vậy? Nếu mà em học mà không đúng là con phải kiểm tra em. Chứ còn để tình hình như thế á
là càng ngày là em càng học dốt, không có được nghe chưa con? Sao em học giúp con dạy bông mà mày yên tâm đi, con không có như vậy đâu. Ủa? Sao? Sao tụi mày mày đứa xạo mẹ đúng không? Xạo gì? Bây giờ mày không có tin đâu, mày phải đi quấn cái con bông của lâu con bông nó đánh một trận. Nó làm mẹ là quê dữ với lại mấy con ngồi chờ đó chứ không có đâu mẹ ơi. Học đi cho cái học bài thôi. Không phải nghe đâu, mẹ đừng có tim. Mẹ chua, đi tim. Không, chết luôn. Tập im đó, ngồi im đó. Bây giờ mày ra là quấn chết đâu, đúng đi. Không có đâu mẹ ơi. Bông đi học rồi. Bông đi học rồi. Đi thôi, bông đi quay tay mẹ nó học rồi. Mấy giờ nghe đâu. Đi học hồi nào? Sáng rồi, như tôi ở nhà mà nó đi học. Sao? Không, lúc đó là bị đi ăn sáng à. Đúng rồi, bị đi ăn sáng rồi. Bạn qua chợ bông đi lúc thôi, bị ăn sáng. Thôi bây giờ mẹ xuống mẹ ngủ đi. Mẹ đừng có tìm bông nữa. Khi nào bông về con nói cho. Thôi ngủ đi. Mẹ nói mẹ đừng có quýnh em. Vậy cái cây này to lắm, quýnh một cái chứ là em đau lắm. Thật không vậy? Hả? Thôi cứ xuống đây ạ. Đúng rồi, quýnh là tí nữa nha. Em không đi học nữa thì không học được. Là tụi con phải nói với bông là có đúng như vậy không nghe chưa? Dạ. Mẹ là mày đang chờ bông á, nếu mà đúng như vậy là cái tay đây này mẹ đánh phải 20 rồi. Yên tâm đi, bông nó học giỏi lắm mẹ. Nếu không nó không có như vậy đâu. Nếu mà em học bông học dốt á là con là chịu 10. Hả? Mày cắn cái cây đây ạ? Trời ơi, của tí nha, của cắn cây mọi người. Dù nói là em bông này xu biết. Em bông học giỏi, em bông không có như vậy bạn. Nếu mà em đâu, em bông mà học mà không đúng á là cũng con còn có phần trong đó nghe chưa? Mẹ đi xuống này em cũng quá. Đúng rồi. Con bông mày về đó ta. Bây giờ mày ở dưới đó mà canh mày chờ bông về đó. Trời ơi cái nhèo đây. Trời ơi sao mà bông về được bông. Bông đi ở trên tay mày sao bông về được vô. Bông ơi em nghe chưa. Đi ra. Đây. Em bị phát hiện rồi. Đi đây. Đi đây. Ủa. Em chưa. Thấy chưa. Tại sao học hành mà học cỡ đó. Học mà cũng vừa phải đó chứ. Học cũng ít nhất cũng phải được 5 điểm chứ. Sao được có 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm, 4 điểm vậy. Cái nhèo. Ui. Bông bây giờ cả nhà đang vào cái gì gọi là nguy hiểm rồi. Bây giờ chỉ cần mà mẹ mà thấy bông là chắc chắn là 10 cây vô đít bông thôi. Mà cái đít của bông như thế này làm sao mày chịu nổi 10 cây. Bông đi theo bông. Thôi đi. Chết bông rồi, bây giờ mẹ canh ở dưới đó rồi mà bông ở trên đây thì làm sao được. Bây giờ á, mẹ tìm cách cho bông ra ngoài để bông đi về, như là bông đi học ở nhà bạn về. Bây giờ Hiền cố gắng Hiền câu giờ cho bông đi. Anh bây giờ anh sẽ lái xe anh chạy lên gặp cô giáo để anh hỏi thật sự là cái sự việc có phải như vậy không, hay là điểm bị sai bị nhầm, rồi sau đó mình sẽ tìm cách mình cứu bông. Bây giờ bông bây giờ trước hết bông phải nấp nhanh trước đi, cứ nấp kỹ vô đi. Yên tâm đi, tối chị sẽ tiếp tới đồ ăn cho bông. Ừ, bông vô đi, vô đi. Bông vô đâu, lúc đi với mẹ lên mà phát hiện là bông là sống á. Vô đi. Bây giờ bông sẽ tạm thời ở trong đây nha mọi người. Đó. Đó. Rồi, trốn đi. Ở trong đây một ngày thôi. Bông trốn đi. Rồi, thôi, bây giờ bắt đầu triển khai kế hoạch. Hiền sẽ xuống để câu mẹ, câu để gọi là không cho mẹ bước lên trên đây, được chưa? Rồi, okay. Anh sẽ đi lên gặp cô giáo. Rồi, bắt đầu triển khai kế hoạch. Cứu anh đi cả nhà. Đi đi.